chào quý vị và các bạn. Trong các chương trình trước, chúng ta đã tập phân đoạn 1, phân đoạn 2 của bài Thái Cực Quyền Vu Su Giảng Hóa 24 Thức. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tập tiếp phân đoạn 3 và 4 của bài. Phân đoạn 3 sẽ bắt đầu từ thức cuối cùng của phân đoạn 2, bên trái quay. Đêm tiên, phân đoạn 3 gồm 4 thức: vân thủ, thu mũi chân trái, vân thủ 1, thu bàn chân phải song song với bàn chân trái hướng ra phía trước, vân thủ 2, bỏ chân trái sang ngang một bước bên trái, thu bàn chân phải hai chân song song phía trước, vân thủ 3, bỏ bàn chân trái sang trái một bước, thu bàn chân phải hai bàn chân song song phía trước. Tương tiên, tay phải cầu thủ, tay trái đồng tay trưởng ra phía trước bên trái, cao thám mã rút chân trái sát gót, rút chân phải sát gót chân trái, mắt nhìn tay sau, tả hư bộ, kéo tay rút bàn chân trái ra góc số 45 độ, hai tay một vòng phía trước, hốc lên kéo tay thập tự thủ, co chân phải thủ đăng cước, hai bàn tay duỗi qua đầu gối chân phải, song công quán nhĩ thành hữu cung bộ, kết thúc phân đoạn 3. Phân đoạn 4 bắt đầu từ thức cuối của phân đoạn 3, song công quán nhĩ. Tiếp theo, đổ sức chân sau, thu mũi chân phải, hai tay vòng lên trước ngực, treo chân trái, tả đăng cước, tay phải cầu thủ, dùng xuống hạ thế, ngón tay trái hướng sang ngón chân trái, mở mũi chân trái chân sau, treo lên thành thế độc lập bộ, hạ mũi chân phải, xoay gót chân trái vào, treo chân phải hạ thế, ngón tay phải hướng sang ngón chân phải, mở mũi chân phải, chân trái treo lên thành tả độc lập bộ, tả hữu xuyên qua, ôm đầu hướng sang góc xéo bên phải, thủ xuyên qua, đổ sức chân sau, ôm cầu hướng sang góc xéo bên trái, tả xuyên qua, nải để chân chân sau nhấc lên nửa bước, tả hư bộ, nải để chân, bước chân trái lên thành tả cung bộ, chuyển thân gối, chuyển thân băng lan chùy, thu mũi chân trái, xoay eo, quay sang phải, băng, mở mũi chân phải lên bước, bàn tay trái lan cung bộ, tay phải chùy, lưu công tự bế, ngửa hai lòng bàn tay, kìm chỏ, hai lòng bàn tay trưởng ra phía trước như con tự bế, thu thức, đổ sức chân phải, thu mũi chân trái hướng ra phía trước, thu chân phải song song phía trước rộng bằng vai, hai tay xéo trước ngực, hai lòng tay hướng dưới, từ từ đứng thẳng, hai bàn tay hạ xuống, tiền nhẹ vào đùi, thu
bằng chân trái. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi bài Thái cực quyền thao lưu dạng hóa 24 thức với nhạc. Thank you.
chương trình của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Chúc quý vị một buổi sáng tốt lành. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thank you.